Đây là hai cuốn sách mà mình cảm thấy là gọi là quảng cáo rất là nhiều trên TikTok trong cái thời gian gần đây, khiến cho gần như lần nào mình lướt TikTok cũng sẽ thấy hai cuốn sách kiểu như này, và kiểu nhất là cái cuốn này quảng cáo liên tục, nên là mình đã đặt mua về đây rồi. Còn về nội dung như nào thì sau khi mình đọc xong mình sẽ chia sẻ lại với mọi người nhé.